Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách phối trộn thức ăn dành cho chim chỉ giai đoạn từ 2 tới 5 tháng tuổi, tức là tới khi mà xuất chuồng. Sau giai đoạn này thì nếu mà các bạn có lựa giống lại để chim sinh sản thì chế độ ăn của chim sinh sản nó sẽ khác một chút xíu so với chim thương phẩm nha các bạn. Ở đây mình chọn cho ba loại nha các bạn. Đầu tiên là cám gà thịt, này mình mua ngoài tiệm luôn. Tiệm nào tiệm thức ăn là có bán nha các bạn. Và thứ hai là bắp bắp xào nhuyễn, hạt vừa ăn thôi nha các bạn. Cái này mình vẫn mua ngoài tiệm luôn. Thứ ba nữa là lúa lúa mình này lúa mình trồng ở nhà, do mùa vụ hè thu cho nên nước ngập cho nên hơi đen thôi chứ không sao nha các bạn. Mình sẽ trộn ba thứ này lại với nhau để mình cho nó ăn. Mình đổ tất cả ba thứ lại chung một thau rồi mình trộn lên nha các bạn. Do này là thức ăn khô cho nên không mình trộn lại mình cho ăn cho một hai ngày cũng không sao, chứ nó không bị chảy nước, nó không bị hư thức ăn. Cái tỷ lệ mình trộn là khoảng 50% là cám gà thịt nha các bạn, 20% là bắp, còn 20% là lúa, còn 10% lại là mình sẽ kiếm rau cỏ vô cho ăn bổ sung thêm. Bây giờ mình trộn cái này mình cho nó ăn trước rồi sau đó mình sẽ ra vườn mình kiếm rau cỏ rồi cho nó ăn. Vậy là xong, mình trộn xong cái phần thức ăn cho ngày hôm nay nha các bạn. Tất cả các nguyên liệu là rất là dễ mua, dễ tìm, nó chỉ ở đâu cũng có hết trơn á. Từ trước giờ khách hàng khi mà ta mua chim, người ta hỏi, ta thấy con này lạ lạ, ta cứ hỏi nó là nó ăn gì, mua về cho nó ăn gì thì rất đơn giản các bạn, y gan như con gà thôi chứ không có khác gì con gà hết nha các bạn. Cho nó ăn nó rất là dễ ăn. Mình nuôi bằng cái cám tổng hợp đầy đủ như thế này thì khi mà trưởng thành thì cái trọng lượng nó không có bằng so với nuôi cám công nghiệp hoàn toàn nha các bạn. Khi trưởng thành thì con trống nó khoảng 1,2 kg tới 1,5 kg à, con mái nó khoảng đạt 1 kg tới 1,2 kg à, nhưng mà mình đổi ngược lại thì mình được cái chất lượng thịt của con chim nó rất là ngon, và chim nó gồi gồi, nó khỏe, nó ít có bệnh bậy so với cám công nghiệp hoàn toàn. Ngoài cái khẩu phần ăn hỗn hợp hồi nãy giờ mình phối trộn thì cho ăn thêm rau xanh cũng là một cái phần mà không thể thiếu khi mình nuôi chim chỉ nha các bạn. Tại vì chim chỉ nó cái tập tính của nó cắn mổ nhau rất là dữ dội nên phải bổ sung đầy đủ chất cho nó, không thì nó sẽ cắn lông này kia, nó trụi lông chim rất là xấu. Thì bữa nay thì mình cho ăn rau nhãn lồng. Tại vì vườn mình rất là nhiều loại rau để cho rau cỏ để cho chim chỉ ăn được, thì mỗi ngày mình bứt mỗi loại cho ăn để hạn chế cắn mổ nhau. Xem chim chỉ thì nó rất dễ ăn. Các bạn nào nhà có nuôi sâu, nuôi dế này kia thì các bạn cho ăn thì cái đó thì mình không có nói tới nên nó quá tốt rồi. Ở đây mình không có điều kiện mình nuôi sâu nuôi dế thì mình chỉ cho ăn rau xanh thôi các bạn. Các bạn thấy hồi nãy giờ thì mình dùng toàn là những cái nguyên liệu mà rất là dễ kiếm không à, thức ăn,
bắp thì mình mua ngoài tiệm thú y, tiệm nào cũng có bán hết trơn á. Còn lúa thì mình trồng nhà, rau xanh thì mình đi bứt trong vườn. Thì bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn ra ngoài vườn để xem một số mà cái rau hàng ngày mình bứt cho chim chỉ ăn, mình lấy cho chim chỉ ăn. Mời các bạn cùng mình ra vườn để chỉ cho các bạn nha. Ở đây vườn tược thì mình cũng không có làm cỏ thường xuyên đâu bạn, chỗ nào nhiều nhiều mình bao lưới cho nó ra cái nó chim chỉ nó bằng cỏ cho mình luôn à, nó ăn được rất là nhiều loại rau cỏ. Mình đi lại trước đi, có nhiều loại hơn. Đây là mấy chuồng ấm chim con mình đem ra đây, mình ấm xong mình đem ra đây để mình xịt nước mình rửa. Mấy chuồng ấm chim con đây, loại đầu tiên đây là lá xả nha các bạn. Chim chỉ ăn lá xả rất là tốt nha các bạn, có thể kháng được một số bệnh luôn nha các bạn. Trong vườn mình trồng rất là nhiều cây xả luôn. Tới loại thứ hai đó là lá mì nha các bạn. Mình trồng mì mình vừa ăn củ mà cái lá nó mình cho nó ăn được luôn, nó cũng rất là ưa lá mì luôn. Dạ, tới đây rất là nhiều loại luôn nha các bạn. Đây là rau muống nè, nước chai nè, các loại cỏ nè, quá trời luôn, nhiều rất là nhiều các bạn. Ở vườn mình rất là nhiều luôn. Đọt nhãn lồng nè, nãy mình hái cho ăn nè, cũng đọt nhãn lồng rồi. Ở dưới đó thì nhiều quá trời rau chai luôn, rau chai. Ở đây thì có rau muống nha các bạn, rau muống ở đây rất là nhiều luôn. Ở dưới kia thì lục bình ở mình thì quá trời luôn, nó tấp vô quá trời luôn. Cắt lục bình non mình xắt cho nó ăn, thảy lên cho nó ăn nguyên cây luôn cũng được, nhưng mà kỹ chút thì mình xắt cái non cho nó ăn thôi, bỏ cái gốc rễ đi. Lá cách nè, lá cách nó cũng ăn luôn, mình hái lá cách vô chặt nguyên bụi luôn cho nó ăn, quá trời luôn. Ở dưới thì rau muống lục bình này kia quá trời luôn. Cái này thì ở quê mình ở đâu cũng có, chỉ ở chợ mới không có thôi. Còn một cái loại nữa cũng rất là phổ biến luôn, đó là thân cây chuối nha các bạn. Này mình trồng chuối lên ăn buồn xong rồi cái thân mình sắc cho nó ăn, sắc cả cho nó ăn, nó rất là ưa luôn. Nói chung là cây chuối lục bình này kia nó tất cả này mình nuôi gà nó dịch là ở quê mình ở đâu cũng có trồng, quá trời loại luôn. Thưa các bạn, hồi nãy giờ mình đã chia sẻ cho các bạn những cái nguyên vật liệu mà rất là dễ kiếm tìm ở khu vực vùng nông thôn của mình nha. Có rất là nhiều bà con mình dự định nuôi hoặc là khi mà đến đây mua giống á thì rất là hoang mang, không biết nó ăn cái gì, có đáp ứng nổi cho nó ăn không. Ví dụ như chim mà sợ nó ăn sâu dế này kia không thì rất là khó nuôi. Bữa nay mình làm video này để mình hướng dẫn chia sẻ cho bà con mình mà chưa biết á, thì thực hiện chim chỉ nó rất là dễ ăn, cái lượng nó ăn bằng 50% cái lượng thức ăn so với con gà.
quy giáo mình chia sẻ đến đây xin được kết thúc ạ. Kính chúc bà con mình tìm được cái hướng đi mới mang lại hiệu quả cao trong chăn nuôi ạ. Xin chào tất cả các bạn ạ.